các học viên được Hồng triệu kiến. Hồng cho biết một tin tức giật gần, đó là tổng bộ võ quán cực hạn được cải tạo từ phi thuyền liên hành tinh mà thành. Cho dù đã hư hại, vậy nhưng năng lực phòng ngự cũng vượt xa kiến thức của địa cầu. Ngoài ra trên địa cầu vẫn tồn tại nhiều di tích văn minh cổ đại khó mà đặt chân tới. Điều này có nghĩa rằng rất lâu về trước từng có nền văn minh tiên tiến hơn đi tới địa cầu. Trên địa cầu nho nhỏ còn có di tích mà con người không thể tiếp cận và tìm hiểu. Vậy nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, có biết bao nhiêu nền văn minh khổng lồ. Nếu suy xét bằng thước đo của vũ trụ, thì cảnh giới chiến thần cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp của chiến binh nhân loại mà thôi. Cho dù là Hồng thì cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ rộng lớn này. Người dẫn đường các học viên là Yêu Nhiều, cô ấy chính là một trong ba đại thần vệ của quán chủ. Bộ dạng vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng. Di tích văn minh cổ đại số 9 nằm sâu trong rừng rậm Amazon. Tuy tỷ lệ tử vong lên tới 72%, vậy nhưng lại được coi là có mức độ nguy hiểm khá thấp. Những nơi có độ nguy hiểm cao hơn như di tích văn minh cổ đại số 1 nằm sâu trong đáy biển, khu vực Tam Giác Quỷ. Nó là di tích cổ đại được phát hiện sớm nhất trên trái đất, tỷ lệ tử vong đạt tới 100%. Cao thủ lợi hại đến đâu đi chăng nữa, vào trong đó cũng sẽ tan thành mây khói, chưa từng có người sống đi ra ngoài. Ngoài trừ dáng vẻ hình tam giác ở bên ngoài thì bên trong có những gì thì không ai biết được. Điều này cũng đồng nghĩa rằng những di tích văn minh cổ đại này đều cất giấu rất nhiều bí mật, nơi càng nguy hiểm thì thu hoạch càng nhiều. Di tích văn minh cổ đại số 9 là một loại di tích có tính chất tuyển chọn. Chiến binh bình thường sẽ từ thông đạo A tiến vào sâu bên trong di tích, mà tinh thần niệm sư sẽ được sắp xếp tiến vào theo thông đạo B. Sau khi tiến vào, những thứ mọi người gặp là khác nhau, độ khó cũng không đồng nhất. Người thành công sẽ được tặng một bộ trang phục hắc thần và thêm phần thưởng theo trình độ khác biệt. Nếu thất bại thì không chết cũng tàn phế. Mỗi người đều được trang bị một cái đồng hồ chứa phần mềm phiên dịch ngôn ngữ của di tích. Việc nghe hiểu ngôn ngữ chữ viết sẽ có tác dụng rất lớn. Đến tối, chiến cơ cũng đưa mọi người đến di tích. Khu di tích này nằm dưới một ngọn núi, bên trong đã được con người khai quật nghiên cứu và canh phòng nghiêm ngặt. Người phụ trách các sự vụ lớn nhỏ của khu căn cứ trong di tích là tuần sát sứ Vladimir. Ông ta dẫn mọi người tiến vào bên trong rồi yêu cầu kỹ thuật viên mở cửa thông đạo. Cuối cùng, đường hầm có bộ dạng giống tấm kính, nó chính là lối vào di tích. Một khi tiến vào thì sẽ không thể ra ngoài trước khi thí luyện kết thúc. Là phòng chủ động tiến vào thông đạo, ý chí này truyền cảm hứng cho các học viên khác. Họ đồng loạt xông vào bên trong. Sau khi tiến vào, các học viên đều bị phân tán khắp nơi. Quang cảnh xung quanh vô cùng huyền bí, kiến trúc lạ mắt. Đột nhiên một vài sợi dây kỳ lạ lao tới tấn công. Là phòng phóng ra phi đao tấn công, vậy nhưng không làm gì được những sợi dây này. Anh nhanh chóng bị khống chế. Sau một lúc bọn chúng cũng tự động rút lui. Thì ra mấy sợi dây thường kia chỉ đo độ rộng não. Là phòng đủ tư cách tiến vào thông đạo tình anh. Điều này làm cho anh cũng bất ngờ. Theo anh biết thì chỉ có hai cái thông đạo là A và B, rồi lại thêm một cái tình anh nữa. Vậy nhưng cũng mặc kệ, cho Kiên cứ chậm rãi di chuyển thăm dò. Tiến lại gần, cánh cửa thông đạo lập tức mở ra, là phòng nhanh chóng xông qua. Bên trong là một quang cảnh kỳ bí, một cái mê cung với rất nhiều đường hầm nối liền nhau, khiến cho người ta khó mà phân biệt nổi phương hướng. Trong lúc anh đang bay lượn thăm dò thì thứ chất lỏng gì đó đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành hình người thần bí, tổng cộng 18 tên. Bọn chúng nhanh chóng bao vây La Phong. La Phong lập tức tăng tốc thoát khỏi bao vây rồi phản công ngược lại. Vừa dùng kiếm chém địch, vừa sử dụng phi đao đâm xuyên cơ thể bọn chúng. Đám thần bí này lại không phải là cơ thể da thịt mà là chất lỏng tạo thành. Biến hóa linh hoạt, người bình thường bị ăn đòn như vậy sớm đã chết rồi. La Phong chật vật ngăn cản, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Bọn chúng tiến hành dung hợp lại thành một thân ảnh khổng lồ ngăn cản con đường phía trước. La Phong sử dụng tuyệt chiêu cửu trọng lôi đao chém tan xác thân ảnh khổng lồ. Tiêu diệt được vài tên, bọn chúng tiếp tục truy đuổi. Tốc độ sắp xỉ 800m trên giây, còn nhanh hơn Lý Diệu. Vậy nhưng tốc độ phi hành của anh lại lớn hơn rất nhiều, có thể đạt tới 1.300m trên giây. Lại thêm lối rẽ của mê cung này y như nhau, cho nên La Phong đã thành công cắt đuôi bọn chúng. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể thoát khỏi mê cung. Trong lúc còn chưa biết nên đi con đường nào thì mấy luồng sáng đột nhiên xuất hiện nhốt anh vào bên trong, sau đó được đưa đến một căn phòng kỳ lạ giống như một cái ma trận. Anh định dùng phi đao phá vỡ bức tường, 6 thanh phi đao có sức công phá hơn 3.000 tấn, vậy nhưng lại không thể gây ra một chút xây sức cho bức tường. Giọng nói của hệ thống vang lên thông báo nhiệm vụ khảo hạch tử vong của anh chính thức khởi động. Rất nhiều chữ viết hiện ra, nội dung cho biết trên các bức tường có khắc 312 thức cơ bản bí truyền của trưởng khống sư. Học được nó sẽ có cơ hội phá vỡ mật thất, yêu cầu trong vòng 3 năm phá vỡ mật thất, nếu thất bại sẽ phải chết. La Phong nghe xong giật mình hoảng hốt. Theo quy định của võ quán cực hạn,
thì sau 3 tháng mà không ra ngoài thì sẽ phán định là đã chết. Nếu bị nhốt trong này quá lâu, Lý Diệu sẽ có cơ hội ra tay với người thân của anh. Lạc Phong lập tức ngồi xuống tu luyện và cảm thấy kiến thức ghi chép trong di tích cổ đại này vô cùng tinh diệu. Mới chỉ tu luyện 5 ngày đã giúp anh kiểm soát thêm một thành phi đào nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, có người thành công vượt qua khảo hạch của di tích để đi ra bên ngoài. Cũng có người không may bị mất mạng. Sau 3 tháng tu luyện, Lạc Phong đã có thể điều khiển 10 thanh phi đao. Vậy nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa thể khiến cho bức tường mật thất xây xước. Thời gian đã hết mà Lạc Phong vẫn chưa ra ngoài. Điều này làm cho quán chủ rất tiếc nuối. Vậy nhưng ông vẫn có tin tưởng rằng anh sẽ sống sót. Với thực lực của Lạc Phong, ông hoàn toàn không tin anh lại không thông qua được di tích văn minh cổ đại số 9. Trong thời gian gia đình và người thân đang đau buồn thì Lạc Phong cũng vô cùng sốt ruột. Dòng dã 1 năm thời gian tu luyện, anh đã có thể điều khiển được 14 thanh phi đao. Lực trùng kích công lại hơn 7.000 tấn, có thể uy hiếp được tồn tại cao hơn chiến thần. Vậy nhưng vẫn chưa đủ để xuyên phá bức tường ở đây. Càng kéo dài thời gian thì gia đình càng gặp nguy hiểm. Điều này làm cho anh không thể bình tĩnh nổi nữa. Lúc này quán chủ cũng hết hy vọng. Ông chính thức tuyên bố Lạc Phong đã hy sinh. Tài sản của anh được chuyển cho người nhà. Chiến đấu cơ thông minh thì giữ lại võ quán. Hay vợ chồng Lý Diệu nghe được tin tức thì vô cùng vui sướng. Tuy lão không thể tự tay giết chết Lạc Phong cho hả giận, vậy nhưng người thân của anh thì không chạy đi đâu được. Biết phẫn nộ không giải quyết được nên anh tiếp tục tu luyện. 3 tháng thời gian nữa đã nhanh chóng trôi qua. Lạc Phong giờ đây đã điều khiển được 16 thanh phi đao, lực trùng kích hơn 8.000 tấn, có thể phá vỡ bức tường thoát ra khỏi mật thất. Cơ thể anh không còn ở trong mê cung nhiều lối rẽ nữa mà đã xuất hiện tại nơi khác. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một thân ảnh giống như người thủy tinh. Vì đề phòng tin tức bị tiết lộ nên hắn trực tiếp xóa bỏ tất cả tin tức liên quan tới thí nghiệm trong đồng hồ Lạc Phong, cũng hy vọng sau khi anh ra ngoài sẽ giữ kín bí mật. Hắn cho biết mình là trí não điều khiển trung tâm của tòa di tích này. Toàn bộ lịch sử đều nằm trong sự giám sát của hắn. Khoa học kỹ thuật trên địa cầu vẫn còn quá ban sơ. Hắn có thể tùy tiện giải mã tin tức của nhân loại, cho nên sau khi bắt đầu khảo hạch thì hắn đã biết mọi thứ về Lạc Phong. Tại một nơi trong vũ trụ xa xôi, có một hành tinh gọi là Vẫn Mặc Tình. Họ đã xây dựng tòa di tích văn minh cổ đại này từ thời trái đất còn sơ khai. Mục đích là quan sát chọn lọc tinh anh để tiến vào Vẫn Mặc Tình. Hắn bắt đầu ban thưởng. Ngoài trang phục hắc thần thì còn có một món đồ gọi là quang não phụ trợ. Ngoài trừ có một công hiệu giống như đồng hồ đeo tay thì còn có rất nhiều chức năng khác nữa. Món thứ ba là cách thức tấn công của trưởng khống sư. Hệ phái liên quan tới tinh thần niệm sư trong vũ trụ cũng có hệ thống phân chia. Trường khống sư cũng là một loại trong đó. Theo cách nói của nhân loại thì chính là tinh thần niệm sư khống chế đồ vật. Bí tịch này sẽ giúp anh phát huy được hiệu quả của vũ khí độn thiên tòa. Món thứ 4 là lệnh bài tiến vào Vẫn Mặc Tình. Đeo lên tay quang não phụ trợ, Lạc Phong lập tức tiếp nhận luồng kiến thức khổng lồ và biết được cảnh giới phân chia tu luyện thực sự của cường giả trong vũ trụ. Đầu tiên là cấp học đồ, gồm 9 giai, nhất giai tương đương với sơ cấp chiến sĩ, cửu giai chính là cao cấp chiến thần. Phía trên học đồ là cấp hành tinh, lúc này cũng tạm đủ để lăn lộn trong vũ trụ, cũng được chia làm 9 giai. Các cường giả trên cấp chiến thần của địa cầu phần lớn đều là nhất giai nhị giai cấp hành tinh. Hồng là hành tinh lục giai, lôi thần là hành tinh thất giai. Xét thực lực thì lôi thần mạnh hơn hồng, vậy nhưng hồng lại lĩnh ngộ được lĩnh vực, khiến cho thực lực hồng trở thành vô địch trong cấp hành tinh. Hiện tại Lạc Phong có thể đột phá trở thành cường giả trên cấp chiến thần bất cứ lúc nào. Mấu chốt đột phá cũng để lại trong phụ trợ quang não. Trên cấp hành tinh là hàng tinh, rồi đến cấp vũ trụ, đạt tới cấp vũ trụ mới thực sự coi như tiến vào hàng ngũ cường giả. Hắn cảm thấy Lạc Phong có hy vọng tu luyện tới cấp hành tinh. Nếu may mắn gặp được danh sư thì cũng có hy vọng trở thành cấp vũ trụ. Mọi chuyện bên trong đã xong, Lạc Phong lập tức đi ra ngoài. Mọi người vô cùng bất ngờ vì điều này. Họ lập tức thông báo cho Hồng biết tin tức. Lạc Phong vừa mới kịp tắm rửa thì đã nhận được tin tức người thân gặp nạn. Cũng may là kế hoạch ám sát của Lý Diệu thất bại. Nếu không thì người nhà của anh đã về đất mẹ rồi. Giờ Lạc Phong quay về, là biết cơ hội để mình báo thù là rất mong manh. Rất nhanh chóng, Hồng cũng đích thân tới gặp mặt Lạc Phong. Ông muốn biết nguyên nhân mà anh ở lại trong di tích lâu như vậy. Chuyện này anh không thể giấu, nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ, cho nên đem chuyện tiến hành nhiệm vụ tử vong nói ra. Những việc liên quan tới người thủy tình thì giữ bí mật. Anh bàn giao lại bộ trang phục hắc thần rồi chào tạm biệt Hồng để quay về gặp mặt gia đình. Diễn biến bộ phim vẫn còn tiếp tục, vậy nhưng nội dung trong video này tạm thời dừng ở đây thôi. Các bạn hãy đón xem các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!